Xin chào các bạn đang lắng nghe Thảo Podcast. Đây đã là podcast thứ 9 của mình rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và đồng hành cùng mình nhé. Ngày hôm nay thì mình muốn nói với các bạn về một chủ đề, đó là biết ơn những điều nhỏ bé. Đầu tiên thì mình muốn kể với các bạn một chuyện. Hôm trước thì nhà mình vội mất nước mọi người ạ. Và gần 2 ngày ở nhà mình, mọi người phải sử dụng nước cực kỳ là tiết kiệm luôn. Và thậm chí là còn phải đi tắm nhờ nữa cơ. Và lúc ấy thì mình chợt cảm thấy là những người đang được dùng nước thoải mái ở nhà chỉ bằng một cái vặn vòi giống như đang sống ở thiên đường vậy. Một thứ đơn giản như vậy mà khi nó biến mất lại thấy sao mà khổ thế. Và lúc nhà mình có lại nước các bạn biết không, mình cảm giác lúc ấy ngôi nhà mình như được nâng cấp thành khách sạn 5 sao luôn. Và khi ấy thì mình nhận ra rằng một trong những thói quen của tâm trí chúng ta chính là đôi khi chúng ta chỉ quan tâm đến những thứ làm cuộc sống chúng ta thay đổi, hoặc là những thứ mà chúng ta chưa có. Và khi có rồi thì đôi khi mình quên mất chúng từng quan trọng đến thế nào. Nhưng mà nếu nhìn mọi thứ theo một góc nhìn khác, sau tất cả những điều khiến chúng ta thất vọng và đổ vỡ, chúng ta có thể dành chút thời gian chậm lại và nhận ra những thứ mà vẫn đang đứng về phía chúng ta, những thứ vẫn đang ở đây, vẫn đang ổn để chúng ta có thể sống tốt. Con cún dạo này không còn ị bậy nữa, các thiết bị trong nhà thì vẫn hoạt động tốt và chúng ta vẫn vươn vai khỏe mạnh mỗi sáng. Chúng ta có những người hàng xóm sẵn sàng chia sẻ từng mớ rau, quả trứng giữa lúc phong tỏa vì dịch. Người yêu của chúng ta thì mang đến cái cảm giác được yêu thương và an toàn. Ba mẹ thì là những người luôn ủng hộ chúng ta trên những lựa chọn và chúng ta được làm công việc mà mình yêu thích. Và mặt trời hôm nay không nắng gắt và chúng ta có một ngày mát mẻ đi làm. Có thể rằng là không phải ai trong chúng ta cũng có lòng biết ơn với những điều nhỏ bé. Thường thì chúng ta cần phải đến một độ tuổi nhất định để học cách cảm nhận nó. Và mình thấy thường là khi mình còn dưới 20 tuổi ấy, thì tâm trí của chúng ta sẽ bị cuốn vào làn sóng của những mối lo, học hành, sự nghiệp và tình yêu. Và những điều đấy đủ để chiếm hết thời gian cho việc tận hưởng cái bình yên của một đêm đi bộ dưới ánh trăng rồi. Hoặc là cái cảm giác hạnh phúc khi trở về nhà và thấy có người đang đợi mình. Thế nhưng mà dần dần theo thời gian, khi mà chúng ta trưởng thành và đủ để nhận ra những bất tiện khi một thứ nhỏ bé nó biến mất ấy, thì chúng ta sẽ học được cách yêu quý chúng hơn. Sau này khi trưởng thành thì chúng ta có thể đạt được những thành tựu to lớn, bỏ xa những người đồng trang lứa. Chúng ta cũng có thể phải gặp những tổn thương trong một mối quan hệ. Chúng ta có thể nhận ra sự khác biệt giữa những giấc mơ và hiện thực. Và khi ấy, chúng ta có thể dành thời gian để cảm nhận dòng chảy chậm rãi vô thường của cuộc sống và học cách trân trọng từng giây phút mà mọi thứ xung quanh chúng ta vẫn ổn, để chúng ta có thời gian đối phó với những giông bão ngoài kia. Và vì thế, những điều nhỏ bé chúng ta cần biết ơn không chỉ còn nhỏ bé nữa. Chúng chính là liều thuốc vỗ về mỗi khi cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn, là thứ khiến chúng ta cảm nhận cuộc sống vất vả này một cách nhẹ nhàng hơn, một cái ôm vỗ về những bất lực trong mỗi chúng ta. Và chúng ta biết ơn vì nước sạch vẫn chảy ra từ vòi nước. Chúng ta cũng biết ơn vì đầu ngõ có một quán bánh mì ngon tuyệt. Chúng ta biết ơn vì mỗi buổi sáng đi làm thời tiết thật đẹp. Biết ơn vì được tỉnh dậy bên cạnh là một người thân thương. Và hiểu rằng là mọi thứ cuộc sống sẽ xáo trộn đến thế nào nếu như những điều nhỏ bé đó không còn nữa.